Em chào chị Trương Diệu. Em chào mấy chị đẹp nha. Rồi chết là đang xem like cho em xin nút cho chị like nha. Em này xả kho, xả hết nhà nghỉ nha. Rồi mấy chị chấm bài cho em nha. Rồi cho em xin nút chia sẻ like, tốt lên sale hàng này, siêu rẻ luôn á. Rồi em chào chị Thu Hằng. Rồi em chào chị Nguyễn Oanh. Em chào tất cả gia đình xem like. Rồi em chào chị Mỹ Đào Nguyễn. Em chào mấy chị đẹp xem like nha. Rồi mấy chị Trâm xin nút chia sẻ like nha. Em chào chị Thu Hằng nè. Em chào mấy chị yêu nha, mấy chị chăm nút chia sẻ like nha. Em lên mẫu nhanh nha cả nhà nha, sale hàng. Chị em đang xem like chăm nút chia sẻ like nha cả nhà ơi. Còn gì em nha, siêu đó nha cả nhà nha. Hàng lấy sai em chào chị Đà Thị Ngon. Đây em lên siêu phẩm nè. Cái này mày cưng lắm á. Cái này mày size bé 20kg cho em nha. Mã đầm hồng này 20kg này, em siêu nó đầm 49 ngàn dùm em. Cái này 20kg cho em nha, 49k em. Cái này mày cưng lắm. Cái này mấy chị ra ngồi mua trăm mấy chục ngàn đó. Cái này màu hồng nè. Em còn một cái sẽ 49 ngàn. Đấy, rẻ không cả nhà. Rồi đầu like cho em, chia sẻ like cho em á. Chốt đầm hồng này 49 ngàn cho em. Còn một cái size bé 20kg cho em nè. Cưng lắm nha cả nhà nha. Này đẹp nè. Rồi cái này có rút eo nè, rút dây cho em nha. Rồi cái này tặng với chị 49k đầu like giùm em, 49 ngàn siêu phẩm luôn. 10 kỳ từ 20kg nha. Em còn cái tầm số 7. Cái này size số 7 giùm em nha. Rồi cái này 20kg 22kg mày cũng vừa luôn á. Rồi em tặng đầu like với giá 49 ngàn. Đấy, chưa tới 50 ngàn. Đấy, đẹp lắm nha cả nhà nha. Size số 7 á, còn cái đầm bánh thịt đẹp luôn á, 49 ngàn cho em, còn cái. Trời em đang xếp màu trắng này. Đây, xếp này cưng lắm nha, size bé 15-16kg nha. Màu trắng này 15-16kg nha. Rồi tặng này đầu like cho em 49 ngàn cho em. Xếp bộ cho em bé gái cho em nha. 15kg 16kg nha. Rồi, bộ đây tặng mấy chị 49 ngàn, 39 ngàn nè. Bộ đem tặng mấy chị 39 ngàn đầu like, cho em nút chia sẻ like là chốt được đơn cho em á, màu trắng giùm em. 39 ngàn. Size bé 15 cái 16 cái nha, xếp bộ màu trắng này. Đẹp lắm. 15 cái 16 cái cho em nha, em còn bộ này, màu trắng giùm em á. Đấy, mã trắng cho em nha. 39 ngàn, 15 cái 16 cái giùm em. Rồi đây mã trẻ vai 12 cái 13 cái. Mã trẻ vai cho em nè. Đấy, 12 13 cái cho em nha. Mã trẻ vai đây hàng chắc đuổi cho em á, 49 ngàn. Trẻ vai này 49 ngàn cho em nha. Cái này size bé là 12 kg nè. Mã trẻ vai 49 ngàn, 12 kg cho em nha. Chị đã có em mã trẻ vai cho em. Cái đầm trẻ vai này cưng lắm nha, 49 ngàn. Cái này size bé là 12kg, 13kg nha. Đầm trẻ vai cho em, tải được bộ phía trao cho chị em. Rồi em đang xếp màu xám này, xếp chân váy màu xám cho em tặng 39 ngàn đầu like cho em. Đây 39 ngàn nha. Rồi xám 39 ngàn cho em nha. Cưng lắm nha cả nhà nha. Đây xám 39k em á, xám trắng chất thiện nguyện on này. Xám 39 ngàn, size bé 20kg cho em nha. Xếp tay xếp chân váy nha cả nhà nha. Mấy chị comment nút mã hàng em xíu tại vì hàng sale. Em có bill ở em tính được đây. Em bill được đây. Con mẹ thôi mẹ ấy nha mấy. 1.2 luôn.
ấy mà. Cái tim em là xếp bộ 39.000 hết rồi chị ơi, cái đó xếp màu trắng đúng không? Trời, lên mã xám này nha, 39.000, size bé 20 kg cho em nè. Xám 39.000 20 kg cho em nha. Rồi chị coi mã xám cho em 39.000. Cái này size bé 20 kg cho em nha. Bộ xám này 39.000 20 kg nha, bộ xám. À rồi bé cao ok chị. Để em lên sale với cho. Bé trai em đẩy này bên kia qua đi, còn được bộ bé trai phía dưới nào không? Đẩy qua bên like. Một cúc rồi bên kia nữa. Mấy bộ. Trời, em lên áo sơ mi nha, sơ mi nè 45.000, size của bé là 35 kg nha. Sơ mi 45.000, 35 kg cho em á, mã sơ mi dùm em 45.000 nha. Rồi lên mã sơ mi nha, màu đế hết rồi chị kích email. Sơ mi này 35 kg nha, 45.000 áo sơ mi cho em. Mã sơ mi nha, 45.000, 35 kg dùm em. Trời, em lên bộ đây là cực cưng luôn á. Màu trắng nha, 14 kg cho tới là 12 kg nè, 14 kg tới 20 kg nha. Là màu trắng cho em, một bông rổ màu trắng đây, hàng chất đẹp dã man luôn. Chất này gọi là siêu phẩm luôn cả nhà nha. Màu trắng giùm em nha. Đó. Rồi ok gì đẹp. Xếp màu trắng lên xem mấy chị với giá 55.000 cho em. Bộ đây 120.000 nha chị nha. Hàng này hàng đây hàng trên 100. Hàng này trên 100 mà bây giờ em xem mấy chị là 55.000 cho em. Cái dòng này chất rất đẹp luôn, 14 kg tới 20 kg nha. Màu trắng nè. Form thể thao cho nha mấy chị nha. Trắng này rất đẹp luôn. Cả nhà bộ đây hàng giá thị trường nó trên 100.000 cho em. Ok chị Mai Hồ. Giá trên 100.000. Bây giờ em xem mấy chị 55.000, trắng em trước chị Mai Hồ. Mã trắng giùm em. Trắng này chị thấy ok đẹp nha. Mã trắng em. Trắng nó rất đẹp luôn chị. Trắng em còn hai bộ nữa hết hàng, 14 kg tới 20 kg cho em nha. Rồi 55.000 cho em, 14 kg tới 20 kg cho em nha. Một trắng là xuất sắc giùm em. Chắc đẹp. Trời ơi chắc là đẹp lắm nha. Trắng này chị bé trai chị. Bộ bông gỗ này chị bé trai giống chị. Mẫu đây kiểu là bóng chày nha cả nhà nha. Trắng là bóng chày của bé trai cho em á. 14 kg tới 20 kg em nha. Rồi chị nó mở trắng cho em sẽ bộ đây 55.000. Đấy, mã trắng là 55k, chắc không đẹp nha, không lấy tiền đâu hả cả nhà nha. Trắng 55.000 cho em, còn cái đây. Bộ đây còn mấy bộ này, set đầm này. Và trắng á ok chị gặp nhôm 17 18 cái có size. Rồi, set đây là set hai món giùm em, một cái đầm với lại một áo khoác size bé 10 kg cho tới là 10 mấy ký. 14 kg. Rồi 10 đến 14 kg giùm em á. Rồi là màu tím này em sale cả nhà nha, 10 đến 14 kg rồi một set như thế này. Rồi bộ đây xem mấy chị với giá là 65.000 một set giùm em. Bộ đây hàng trên 100k. Rồi 65k là set hai món gồm một áo và một cái đầm cho em nha. Rồi màu tím này 65.000. 10 kg nha. 120 nè. Rồi 10 kg nha, trắng nha, trắng em chốt 65.000. Trắng 65.000 em chốt chị Bích Huyền Tâm. Rồi ok chị rồi hết nha. Rồi là màu tím cho mấy chị cái đầm tím này. Màu tím nha. Màu tím 14 kg á, chị Mai Hồ lấy tím 14 kg đúng không? 65.000. Comment mã tím nha, ok tím nè. Tím 65k một set áo và làm tím đầm cho em nha. Tím 45.000, 65.000 cho em. Rồi trắng em hết rồi chị Thu Thủy, trắng hết rồi. Trắng có 3 bộ chốt chị set tím 14 kg chốt cái tím mèo bộ nè. Đẹp lắm nha cả nhà ơi, 65.000 bộ em, em còn một bộ size bé 12 kg cho em, 12-13 kg nha. Còn một set cho em 12-13 kg nha, mã trắng giùm em. Đẹp lắm. Size bé 12 kg 13 kg nha. Đấy. Rồi chị comment mã trắng em còn hai bộ. Ồ, cái màu tím, tím còn hai bộ. À, tím còn một bộ. 12 kg đó, chị là comment mã tím 65.000 ha. Trắng 27 kg hết rồi chị ơi. Để em ra màu khác cho chị cho. Trời em là màu xanh này chị ơi, mã xanh nè. Bộ xanh này đẹp nha. Xanh nè ha. Áo dài bé gái 18 kg ấy. Dạ có chị để em lên cho. Rồi lên bộ xanh nha cả nhà. Màu xanh này size của bé từ 30 kg cho tới là 38 kg đi. 30 kg 38 kg cho em nha. Rồi lên mã xanh này em còn 4 bộ xanh này. Em xem cả nhà luôn nha. Xanh này. Xanh này hàng đây giá thứ là 85.000. Rồi em xem bộ đây với giá là 75.000 đi. Em xem bộ đây 75.000. Màu xanh này 75k bộ cho em nha. Xanh 40 kg chút kim hoa này. Xanh này 75.000 chị xem mốt luôn cho. Rồi xanh 75.000 nha. Xanh này đẹp lắm luôn. Rồi xanh từ 30 kg tới 38 kg cho em nha. Xanh này 75.000 bộ cho em.
bộ phông to đây như cả nhà nha, cùng lửng như thế này cho em nha. Rồi 75.000 cho em nha, xanh này 75.000, 30 ký tới là 38 cái nhá. 30 ký 38 cái mã xanh cho em 75k, màu xanh giùm em. Màu cam thì em còn hai bộ cam nữa này. Chị đã chốt mã cam nha, còn hai mã cam nữa là hết hàng nha. Em còn hai bộ cam nữa hết hàng này. Đấy. Mã cam này còn hai bộ nữa. Trời, mã cam như cả nhà, cam này có size của bé là 38 ký lại cho em nha. 38 ký lại cho em nha, bộ cam từ 20 ký tới 38 ký cho em 75.000. Từ 20 ký tới 38 ký cho em nha. Đấy. Chị đã chốt mã cam cho em 75k nha. Mã cam 75k, quần jean bé trai 35 ký á. Hình như hết rồi chị. Để em coi cho. Tại vì em còn đồ đùi thôi nha chị nhé. Chờ lên bộ cam từ 20kg tới 38kg nha. Bộ cam này 20kg tới 38kg cho em á. Bộ cam dù em. Đấy. Rồi chị cho mã cam mấy chị, mã cam cho em 20kg tới 38kg nha. Cam 40kg ok chúc em luôn nha. Ok em này hai bộ nha. Quần jean đúng không? Rồi để em lên quần jean cho. Quần jean còn thì em sale nốt cho cả nhà ha. Lấy quần jean cho chị. Rồi em chào chị Hồ Định nè, bộ đỏ còn mấy bộ size nhỏ 10kg tới 16kg, 17kg cho em nha, bộ đỏ nè 10 đến 17kg cho em nha. Xích tim bé trai 20kg còn đó chị, để em lên cho. Màu đỏ cho em nha, 10kg cho tới là 17kg nha, bộ đỏ em sale nè. Rồi cam 30kg chút Thu Hằng nha, bộ đây đẹp nè, em xem bộ đây có giá như ta. Bộ đây xem với chị 59.000 thôi nha, em còn bộ mấy bộ này 59.000, đỏ 59.000 cho em. Từ 10kg cho tới là 18kg nhé. 10 đến 18kg cho em bộ đỏ này. Rồi xem bộ đem với giá 59.000 bộ luôn. Hàng của MB nè. Anh còn mấy bộ này xem cả nhà 59k nha. Bộ đỏ 59k em xem rõ luôn á. 10kg tới 17kg thôi. Tầm 10 đến 17kg nha. Bộ đỏ anh còn mấy bộ size nhỏ. Rồi xả luôn là 59.000 bộ cho em. Hàng này đẹp lắm, thun cô tâm chính phẩm 100% cho em. 10kg nha, đẹp lắm nha, một bé trai. Bộ đây của bé trai. Bộ này của bé trai nha cả nhà, 10kg tới là 17kg cho em nha. Đấy. Rồi 10 đến 17kg cho chị áo đây vô lại cho em á. Rồi bộ đây sale cả nhà với giá là 59.000 bộ cho em. Rất đẹp lắm. Đó là hàng phun cô công chính phẩm cho em. Đây hàng hiệu của MB nè. Hàng này hàng chất xịn của MB cho em nha. Rồi 59k em còn á, đỏ số 3 cho chị Hải Yến 59 nha. Ok đẹp. Mấy bộ đã đẹp lắm chị, yên tâm đi. Đỏ 13kg đó, đỏ số 3. Rồi chị Bích Huyền Trân một bộ 13kg em. Đỏ 10kg em cho chị Mỹ Hòa nha. Ok dạ đẹp này. Đây Bích Huyền Trân này. Rồi đây của cái Mỹ Hòa. Đây của Mỹ Hòa cho em nha. Làm bé gái ok đẹp. Đỏ này còn hai bộ nha. À đỏ này có size bé 18 20kg nha cả nhà, không to. Đỏ này có 20kg cho em. Đỏ này còn 14kg 15kg tới 20kg cho em nha. Đỏ này 15kg tới 20kg giùm em, phông to lắm cả nhà. Này phông to giùm em. 59.000 còn hai bộ nữa hết hàng cho em nha. Bộ đây mấy chị em like bộ đây 85.000 một. 85.000 bộ đó. Rồi, em còn mấy bộ size nhỏ là 14kg tới 20kg bộ đỏ, em còn hai bộ này, 15kg tới 20kg nha, bộ đỏ đẹp nè. Đỏ em chốt chị Mai Hồ nha, 59.000, đỏ Mai Hồ. Rồi, chị áo ra vô lại cho em mấy chị Thu Hằng, áo vô lại. Rồi em còn màu đỏ cuối cùng nữa nha mấy chị nha. 16kg nha, đỏ còn màu đỏ 16kg cho em nha. Ok chị Mai Hồ nè, chào Bích Ngọc nha. Đỏ này còn bộ 15kg 16kg cho em á, còn màu đỏ 15-16kg cho em chốt luôn không. 15-16kg này đẹp lắm. Rồi 59k nha, 15kg 16kg cho em á, hạ đỏ này còn một set cuối cùng 15-16kg cho em, đẹp lắm cả nhà. Xin em đi, cái hàng này bao đẹp luôn á. Chắc nó hàng phun cô tâm chính phẩm của em á. Rất là dày dặn làm em á. Mặt rất là mát, phun cô tâm chính phẩm mặt rất là mát. Rồi chị chúc mặt đỏ cho em nha. Bộ đỏ đẹp siêu phẩm luôn. Rồi xích dây của bé gái này, mã dây nha. Size bé 13kg nè. Xích dây này 13kg cho em nha. Đỏ 20kg em mới size chị, đỏ còn 16kg thôi. Rồi chị có mã dây này, xích chân váy nha. Xe bộ đây với giá 39.000. Size bé 12kg 13kg nha, mã dây nè. Mã dây nha, 12kg, 3kg, 39.000 cho em á, mã dây cho em. Mẫu bóng rổ em hết rồi chị Ngọc Nhung ơi. Trời, chị có mã dây nha, xích dây cho em size bé 12kg, 3kg mã dây cho em nè. 12, 13kg nha, mã dây cho em nè. Rồi bộ đem xem bộ đem với giá là 39.000, còn một set thôi. Đó. Dây đỏ 39.000 cho em, xích chân váy là áo 2 dây giùm em, rút dây phía trước nha. Phía trước là rùng rùng nữa này cho em nha. 12kg, 3kg nha, mã dây giùm em. Em xem bộ này với giá 39.000, rẻ quá trời luôn, 39.000 cho em.
Kim Thoa lấy mẫu sọc đã đẹp này em. Sọc này đẹp nè. Sọc 38 ký 40 ký nè, sọc 38 ký 35 ký 40 ký cũng được nha. Trời, là mã sọc xanh này, sọc xanh này đẹp nha, cái sọc xanh này. 35 ký 40 ký em nha. Trời, chị có một bộ sọc xanh này còn nữa, có một bộ duy nhất thôi. Ở bộ này sale cả nhà là size đại cô là 75 nha. Sọc xanh 75k em em. Size từ 35 ký 40 ký em nha. Sọc xanh 75.000. 35 ký 40 ký em nha. Rồi chị có mã sọc xanh nha. Ok, Kim Hoa chúc cô đã đẹp nè. 40 ký nha. 75.000. Rồi, set màu trắng này rất là cưng luôn nè, màu trắng nè. Hàng này mặc top bao đẹp luôn nha. Màu trắng giùm em nè. Màu trắng kiểu là quần kaki cho em nha, quần kaki thứ hộp nè. Đó. Sọc xanh em hết rồi chị ơi, sọc xanh có bộ à. Rồi, màu trắng size của bé là 33 ký 35 ký nha. Trắng 33 35 ký cho em nè. Màu trắng đẹp lắm. Màu trắng là quần túi hộp nha cả nhà nha. Này quần túi hộp cho em. 33 ký 35 ký nha. Trắng là 75.000, sale luôn 75.000 bộ cho em. Bộ đây chắc siêu phẩm luôn á. 33 ký 35 ký cho em nha. Đây. Về chất hàng không đẹp nha, không chặt đây. Đó. Trời, lên mã màu trắng cho em, màu trắng em còn 2 set giùm em. Cái màu trắng quần túi hộp nữa này nha em. Áo màu trắng nha. Đây quần bao đẹp luôn. À, từ 33 ký cho tới là 35 ký giùm em. Em còn 2 set, sale bộ đây 75.000 cho em. À, nó mặc bao đẹp nha. Đó. 75k em nha. Vậy là có màu trắng cho em 75.000, em còn 2 set màu trắng cho em 75k. Mã trắng cho em 75k em nha. Áo dài đúng không? Trắng 75k em. Đây áo dài màu đỏ này cũng đẹp lắm nè. Em còn áo dài đỏ nè. Mẫu này rất là đẹp luôn á. Set áo quần thun quần xinh à. À còn chị đưa hàng xinh chị lên cho. Xin 160 nha chị nha, hàng của HL á, 160 điểm lên cho. Rồi là mã áo dài màu đỏ này, hàng của Luni. Cái này size bé 25 kg lại cho em nha. 15 kg tới 25 kg giùm em. Đây áo dài màu đỏ này. 14 kg tới 25 kg đi ha, áo dài đỏ cho em nha. Đây áo dài đỏ rất là đẹp luôn, hàng hiệu của Luni cho em nha cả nhà nha. Đây, hàng xịn mấy chị nhìn nè. Chắc đẹp lắm luôn á, hàng của Luni cho em nha, áo dài đỏ. Bộ đen xem mấy chị với giá là 65.000 bộ đi. Áo dài này xem mấy chị 65.000 em bán tới 120.000. Rồi em còn mấy bộ cho mấy chị 65.000, áo dài đỏ 65.000, hàng đây hàng cao cấp cho em. Từ 14 kg cho tới là 25 kg cho em nha. Đấy. Coi không được á chị Thu Hằng. 14 kg cho tới 25 kg cho em nha. Rồi để em áo ra vô lại cho. Rồi chị đã có mấy áo dài màu đỏ em, tay lê, cái dòng này rất là đẹp luôn. Hàng này khách em mặc rất là cưng luôn nha cả nhà nha. Còn mấy bộ size nhỏ cũng từ 14 kg 65.000 cho tới là 25 kg nha. Rồi áo dài đỏ, áo dài cho em. 65.000. Rồi để em lên mẫu khác cho cả nhà, áo này là 65k. Còn số mấy. Rồi em lên mã set jean này. 10 kg tới 25 kg nha, mã riêng cam cho em nè. Mã riêng cam nha cả nhà nha. Riêng cam áo dài 15 kg em chốt Nguyễn On nè, 65.000. Rồi là mã riêng cam này, đường xuyên áo thun cho em á, đây là hiệu HL, 10 kg tới là 25 kg nha. Áo dài 20 kg chốt Mỹ Hiền Đào á, ok nè. Cao 1m2, mặc vừa không? Mặc vừa chứ. Rồi, cái này bao đẹp cho em nha, hàng hiệu HL á, bộ đem sale cả nhà với giá bao nhiêu nè, 160.000 ha. Rồi, cái này em còn size 10 kg tới 25 kg cho 160 nha. Chị đã có mã cam cho em, áo đây. Cái hình đó là hình xe ô tô cho em nha, thiết cam hàng hiệu HL cho 160.000 một set. Size của bé từ 10 kg cho tới là 25 kg nha, em đang còn đủ size. 10 đến 25 kg cho em nha. Từ số 1 tới số 9 giùm em còn đủ size. Rồi, bộ đây em xe bản nha là 160.000 bộ cho em nha. Mã cam này. Đấy. Mã cam mấy chị, mã cam nha mấy chị ơi, mã cam giùm em. Áo dài mẫu đó chỉ có một màu thôi em ơi. 10 kg nha cho tới là 25 kg cho em. 10 đến 25 kg set riêng cam cho em 160.000. Mã riêng cam 160.000 nha. Không, áo dài chỉ còn ở mẫu đó thôi. À, còn áo dài cá cái này 55.000 cái. Đây, cái này là set giả rin này. Là set giả rin nha. Set giả rin này có size bé 10 kg, 12 kg, rồi 25 kg, rồi 30 kg, 33 kg nha. Rồi. Đây xích ạ, ba đẹp luôn, còn 3 bộ thôi. Một cam này còn 3 bộ nha. Lấy em một bộ áo dài cao 1m. Ok. Rồi, lên mã comment là bộ màu cam nha. Cam đây là xích giả riêng nè. Đây là xích giả riêng giùm em. Em còn một xích size 12kg, 13kg, 25kg, 30kg tới 33kg giùm em. Em còn 3 bộ như thế này cho em.
Rồi còn 3 bộ em sale cho cả nhà cho. Hàng này còn lỉ sai em muốn sale cả nhà nha. Bộ em làm với chị là 79.000, 89.000. Bây giờ còn 3 bộ sale với chị là 69.000 cho em. Đây màu cam nha. Riêng cái màu cam em muốn sale với chị là 69.000 thôi. Tại vì nó còn lỉ sai em sale nốt. Rồi Tuyết Nguyễn á, Tuyết Nguyễn 27kg ok đẹp nè. Rồi 69.000 cho em. Rồi em còn 2 bộ nữa đây, 12kg, 13kg và một set từ 30kg tới 33kg của em á. Đẹp lắm nha cả nhà nha. Đó là Kitty lấy 2 bộ hay lấy 1 bộ vậy? Là lấy 2 bộ đúng không? Cam 30kg chất Mai Hồ 69.000. Kitty lấy 2 bộ em 1m2 với lại 1 và 1m. Là 2 bộ. Trời, chị lấy cơm bao đẹp cho em nha ha. Áo dài nè. Wow. Đây set cam nha. À cam này á. À 2 bộ ok. Rồi cam này em còn 1 bộ size bé 12kg nè. Cam này còn 1 set size bé 12kg nha. 12kg 13kg chị em á. Bộ em sale cả nhà 69.000. Em like 79.000. 89.000. Bây giờ xe còn 69.000 nè. Này còn một bộ nữa cho nên chốt cho em luôn không? Size của bé là 12kg 13kg nha. Bộ cam nè. 12kg 13kg cho em nha. Mã cam cho em. Rồi giá xe bộ đây là 69.000 bộ cho em. Mã cam còn một set nha. Rồi 69.000 em còn bộ cam. Hàng này còn lẻ size mới xem cả lá không chị nha. Màu nâu nè. Nâu thì 79.000, 89.000 bộ nâu. Nâu là 89.000 nè. Rồi lên bộ nâu cho em 89.000 cho em nha. Cam 30kg em chốt thì Mai Hồ có chị. Mai Hồ chốt bộ cam rồi đó. Rồi lên bộ nâu nha. Nâu này 89.000 cho em. Cái này còn size đại. Cái này còn đủ size từ 22kg tới 35kg nha. Rồi 89.000 bộ nâu nè. Mã nâu cho em nha. Từ 22kg cho tới là 35kg nha. Bộ nâu cho em. Đây xếp dạ riêng dùm em. Đây có size đại. Không có size nhí cho em nha. Rồi bộ đem xe cả nhà với giá là 89.000 bộ cho em còn đủ size. Cái này có đủ size nha cả nhà nha. Trời lên mảnh nâu cho em 89.000. Từ 22kg cho tới là 35kg cho em nha. Cưng giảm mang cho 22-35kg nha cả nhà nha. Màu nâu cho em hả mảnh nâu. Màu bộ đẹp lắm luôn á. Trời xe bộ đây 89.000 bộ ha. Đấy. Trời lại cho mảnh nâu cho em 89.000. Từ 22kg cho tới là 35kg nha. Bộ nâu cho em 89.000 mảnh nâu em. Mảnh nâu. Màu xanh nữa. Màu nâu với màu xanh nha. Màu xanh nữa nè. Xanh này có size của bé cũng từ 22kg cho tới là 35kg nha. Màu xanh nè. Rồi 22-35kg nha mấy chị nha. Màu xanh nha, cả nhà là xanh cho em. 22-35kg màu xanh cho em 89.000 này. Đừng quá trời luôn á. Xanh 89.000. Đẹp lắm nha cả nhà nha. 22kg tới 35kg em. Rồi chị lại chốt mã nâu cho em màu xanh. Xanh với nâu của đây có hai màu nha. Xanh và nâu dùm em. Xích giả riêng cho em. Hàng này hàng cao cấp dùm em. Rồi xem bộ đây 89.000 bộ cho em nha. Để áo da màu xanh. Hồng em còn 2 cái này. 13kg nha. Áo dài hồng này 55.000. 13kg và 30kg em nha. Dài hồng này 13kg, 14kg và 30kg em nha. 30kg và 2kg em. Rồi áo dài màu hồng nha cả nhà nha. Rồi áo dài màu hồng cho em size bé là 13kg nha. 13kg, 14kg và một cái là 30kg, 32kg nha. Rồi áo dài hồng hình con cá. Hình con cá với mặt chân váy. Chân váy ren cho em nha. 55.000. Rẻ quá trời luôn. Áo dài 55k nha, em còn 2 cái áo dài 55.000. Đấy, màu hồng em còn 2 cái áo dài hồng cho em 55.000 cho em. Rồi áo dài này em có thêm màu xanh nữa nè. Đây, chị đã cho áo dài màu xanh cho em nha. Đây, áo dài màu xanh nha cả nhà nha, màu xanh nè. Màu xanh này có size đến 10kg, có là 32kg nha. 10-33kg chứ. 33kg đổ lại cho em nha. Rồi 55.000 cho em áo dài màu xanh nè. 10kg cho tới là 33kg nha. Đây là chân váy, phía sau là cái dây kéo khóa em em. Rồi, áo dài màu xanh cho cả nhà, áo dài màu xanh cho em hình con cá phía trước cho em nha, 55.000 từ 12kg nha cho tới là 33kg em. Rồi xanh em chốt chị ạ, bình an yên cho em. Rồi sale cả nhà với giá là 55.000, áo dài 55.000 cho em, đẹp giả mang luôn. Chân váy áo dài 55.000 cho em. Rồi qua mẫu. Chị đã có mấy áo dài màu hồng cho em nha. Áo dài hồng này 10kg cho tới là 15kg đây. Áo dài hồng còn size nhỏ nha. 10-15kg cho em áo dài hồng nè. Mã áo dài hồng nha, hồng lá này. Đẹp ghê luôn á. Mã hồng cho em nha, hồng 10kg tới là 15kg. Áo dài màu hồng xem ở đây với giá là 55.000.
Dạ là 55k nha cả nhà nha. 10kg tới 15kg áo dài màu hồng với chân váy màu hồng cho em nha. 10 đến 15kg cho em á, 55.000 cho em. Đẹp quá. Rồi 55k nha cả nhà nha. Áo dài hồng 55k. 10kg nha, cho tới là 15kg cho em. 10 đến 15kg nha, áo dài màu hồng cho em. Rồi xe bộ đang với giá 55.000. Dài hồng này 55k. Mã dài hồng 55.000 cho em. Rồi sale hàng thật cẩm nha. Đây là bộ ngố 39.000. Mã ngố nha, hồng 12 kiếm chút Tuyết Nguyễn cho em á, áo dài hồng. Rồi là bộ ngố 39.000, size của bé là 10. Bộ ngố 39.000 nha, size của bé là 13kg, 12kg 13kg nha, bộ ngố 12 13kg nha, mã ngố cho em size 39.000 cho em nha. Đây, bộ ngố cho em nha, 39.000. Size của bé là 12kg 13kg nha, ngố 39.000 cho em, mã ngố. Chờ cho mã ngố 39.000 cho em, size bộ ngố 39.000, mã ngố. Rồi là bộ Mickey nè. Mickey này size 39k nha. Hồng 10kg ok, Tuyết Nguyễn chút bộ hồng 10kg cho năm. À đúng rồi. Áo dài mà hồng 10kg rồi. Trời lên bộ Mickey cho em nha. Mickey này 39.000 cho em á. Mickey này size của bé là 20kg nè. Mickey này 20kg cho em nha. Mickey này 20kg cho em nè. Rồi 39.000 nha. Mickey nha cả nhà nha. Rồi em chào gì? Thủy Trần. Hồng 15kg, áo dài màu hồng 15kg. Rồi Mickey này 20kg cho em nha. Rồi 39.000. Mickey 20kg 39k nha. À, Mickey em chúc Võ Thúy chị ạ. Thủy Trần hồng em hết 15kg chị ơi. Hồng em hết 15kg rồi nha. Chị lấy hồng ké đi. Hồng ké được không? Hồng ké có size bé chị ạ. Rồi em lên bộ đây comment xếp một trắng bé trai 10kg tới 23kg em một trắng cho em nha. 10 đến 23kg này đẹp nha. Một trắng xem cả nhà với giá 55.000. Ủa 65.000 chứ. Trắng này 65.000. 10kg chăng cho tới là 23kg nha. Một trắng này 65k. Được chưa luôn. Mà trắng này 65k nha. Bộ một trắng bé trai 10kg tới là 23kg cho em nha. Từ số 1 tới số 8 còn đủ size cho em. Em sẽ Bình An Yên họ sẽ không lấy áo dài nữa. Đọt bỏ đây em. Trời là một trắng cho em 10kg nha. Cho tới là 23kg nha. Màu trắng nè. 10 đến 23kg này đẹp nha. Màu trắng giùm em. Rồi bộ đây sale cả nhà là 65.000 nha. Rồi em chào chị Đình Nhân nè. 65k nha, màu trắng là 65.000. 10kg tới 23kg em á, mã trắng cho em 65.000. Rồi chị giúp mã trắng cho em 65k. Trời em lên xếp màu xanh hàng hiệu của HL nè, 160.000 xếp, 10kg tới là 23kg nha. Rồi áo dài màu hồng á, ok chị áo dài hồng. Rồi chị cho mình xếp màu xanh nha, hàng hiệu HL 160, 10kg cho tới là 23kg nha. 10 đến 23kg cho em nha. Màu màu đen, áo màu xanh đẹp ghê luôn á. 10kg tới 23kg cho em nha. Rồi là mã xếp xanh giùm em, hàng hiệu HL, quần jean áo thun cho em nha. Rồi bộ đây 160.000 một xếp cho em nha, 160 em. Rồi cho em xếp màu xanh 160, em đưa cái hàng sập để size đi cho em 140. Rồi xanh 160.000, size bé 10kg cho tới là 23kg cho em nha. Màu xanh nó đẹp nè, 10 đến 23kg cho em nha. 160 cả nhà nha, hàng hiệu HL cho em. Nguyên bộ quần jean áo thun luôn á, 160 em. Rồi anh chào Nguyễn Tâm. Rồi em lên xếp màu đen bé trai 10kg thứ 20kg nha, màu đen nè, là đen cho em nha. Rồi đen nha mấy chị. Em để bộ cho mình like như ta. Màu đỏ như. Rồi là bộ đen nha cả nhà. Đen này còn size bé 10kg thứ 20kg nha. Xe bộ đen có giá là 59.000. Mã đen này 59k nha. 10kg thứ 20kg cho em nha. Bộ đen này đẹp ghê luôn á. Bộ đây hàng thun cô tông chính phẩm cho em, hàng hiệu của MB á. À, bộ đây của bé trai cho em nha. Hàng này của bé trai nha cả nhà nha. Rồi bộ đây xem mấy chị 59 nha, siêu rẻ luôn anh. Cả nhà cho anh xin nút cho chị like cho mà chốt đơn được nha. Rồi 59k này, mai hồ chốt đi, đẹp lắm. Rồi ok chị nha, mai hồ 59k. Rồi chị là chúc mà đen, đen 23kg có size chị. Đen 12kg chúc chị bà Huyền Trân, 12kg có size. Đen này có size bé 20kg thôi nha chị nhé. Rồi đen 12kg chốt đó chị ạ.
Rồi chị ơi, giúp màu đen nha, 20kg lại cho em 10 đến 20kg nha, 59.000 cho em hàng hiệu của MB nè. Đó, hàng này cả nhà mua rồi nè, chắc là đẹp lắm. Chắc là đẹp lắm. Rồi màu đen á, mã đen cho em 10kg thứ 20kg cho em nha, mã đen cho em 59.000 bộ cho em, siêu phẩm luôn á. 59k mà em nha cả nhà nha, đen là 59k. Rồi màu đen nha, hình như còn màu xanh đâu còn không? Xanh ở dưới nha. Rồi đen 59k, 10kg thứ 20kg cho em, màu đen. Đó, xếp bé tím cho Long Vi. Em hết rồi chị ơi, số 4 em hết rồi chị. Tím này em còn một bộ size bé 12kg thôi. Tím em còn một bộ 10-12kg đi chị nhá. Rồi chị có mấy mã đen này, bộ đen đẹp ghê luôn á. Rồi sau 59.000 cho em siêu luôn á, rẻ quá trời luôn, 59.000. 10kg tới 20kg cho em nha, đen nè, 10-20kg cho em nha. Rồi 59k em á, mã đen 59k em nha. Đấy, chị đã chúc bộ đen cho em 59.000, 10kg tới 20kg nha, bộ đen cho em. Rồi 59k em ha, chị chúc mã đen 59.000. Bộ đó hay, mấy chị lấy đi để dành qua hè mẹ, qua Tết này cho em. Giá hàng này qua Tết em bán giá thứ rồi, em bán tới 85.000. Nhà đây qua Tết bán tới 85.000 một set với cả nhà. Rồi xanh này 10kg tới là 23kg này, xanh này. Rồi chị chúc mã xanh cho em nha, sale luôn này, 10 đến 23kg cho em màu xanh cho em 59.000 chỉ trên line này ngày hôm nay thôi. Chứ còn mấy chị mà đến shop em bán bộ em với giá cũng 85.000 bộ, hết toàn bộ 85k. Đây, màu xanh 10kg tới 23kg nhé, màu xanh này. Đẹp lắm nha cả nhà nha. Rồi xanh em trước chị Thủy Trần 53kg này, 59.000 xanh. Mai hồ hết 53kg các bộ rồi chị nha. Xanh này còn 20kg lại cho em chị. 10kg tới 20kg em nha, màu xanh này, xanh 23kg hết size chị. Em còn 10 đến 20kg em nha, to lắm chị yên tâm đi, 20kg 22kg được nè. Rồi màu xanh 22kg nha. Rồi chị đã chúc màu xanh này đẹp lắm cả nhà ơi, màu xanh giùm em. Này foam to mấy chị yên tâm đi, xanh em chúc mình đang yên bộ này, xanh giùm em. Rồi xanh này có size bé 10kg tới là 18kg của em, màu xanh nha. Em còn size bé 10 đến 18kg thôi. Đây, chị đã chúc màu xanh cho em nha, 10 đến 18kg cho em nha, 59.000, 10 đến 18kg mã xanh cho em ha, 59.000 cho em. À, may hồ hết rồi chị ơi, đủ size hết size luôn chị, hết size đã đủ rồi nha. 18kg lại thôi á, em còn 18kg lại thôi. 10kg tới 18kg mã xanh giùm em nha. Đây mã xanh này hết size đủ rồi chị ơi. Rồi 10 đến 18kg cho em nha, bộ đã đẹp dã man luôn. 59.000 bộ mà mình cắt hàng khung vô tâm chính phẩm mấy chị kiếm không ra hàng đâu. Siêu phẩm luôn ạ. Rồi là màu xanh nha cả nhà nha, 10kg tới 18kg cho em ha, bộ xanh này 59.000. Giá này giá trên like cho em. Màu trắng này em còn một trắng này. Trắng này size bé 14kg nha. 13, 14kg nha. Rồi là màu trắng 13-14kg mà trắng em còn một trắng này, 13-14kg mà trắng em. Đẹp ghê luôn á. Bộ đây xem cả nhà 101.000 nha, nguyên set quần jean nha, không che mắt 101.000. 13-14kg cho em nha. 13-14kg cho em nè, đẹp ghê luôn á. Màu trắng cho em nha, 101.000 cho em nha. 101k. Rồi chị chốt màu trắng cho em 101.000. À, từ 10kg nha, đưa bộ đó chị like luôn. 10kg tới là 12kg tới 14kg em. Màu trắng là 12 tới 14kg nha, 101.000. Hàng lễ size, siêu luôn 101.000. Rồi bộ vàng size bé là 13kg, 13-14kg nha, một vàng cho em, size 13-14kg nhiều lắm. Đây là mã vàng nha, mã vàng cho em này. Đen 23kg. Dạ không chị, cái hàng lễ size đen 23kg hết size chị ơi. Trời, chị lấy cơm bao đẹp nha, bộ màu vàng nè, mã vàng cho em nha, vàng 139.000, đây là hiệu của HM 139.000. Bộ vàng là size 13-14kg nha, bộ vàng cho em nè, 13-14kg mã vàng cho em, 139.000, bộ vàng. Vàng 139k nha chị Mai Hồ, 13-14kg nha, bộ vàng cho em, 13-14kg nha chị nha. Em còn bộ nè, 139.000, bộ vàng nha, vàng 13-14kg chúc chị Mai Hồ. Rồi, không chị, đó hàng 139.000, này hàng sale rồi chị, đó hàng hiệu HL. Còn cái dòng kia là 101 khác, còn đây hàng hiệu HL nha chị nha. Hàng đây là like bình thường em like 160.000 rồi, và em sale là còn 139.000 thôi nha chị nha.
Rồi lên bộ màu cam nè. Mã cam nha, 14kg tới là 17kg cho em nè. Màu cam 14-17kg mã cam nha, 139 ngàn. Đây là hàng hiệu HL. Bình thường em đã like là 160 ngàn rồi. Bây giờ là sale xuống là 139 ngàn cho em. Nhưng cả nhà nha, siêu rẻ rồi em rồi. Rồi, ok vậy không xả vàng em. Rồi lên mã đây cho em màu cam 139 ngàn. Cái này size bé là 14kg nha, cho tới là 17kg cho em. 14-17kg nha, mã cam nha em, 139k ngộ cho em. Đấy, hàng đây là giá sale của nó là 160 rồi cả nhà. Về sale 139 ngàn thôi nha, mã cam 13-15kg cho em nha, 16kg cho em, màu cam. Rồi lên màu đỏ nè, 12-13kg màu đỏ nha. Màu đỏ cho em đây là hiệu HL, hàng chủ hiệu cho em. Hàng này bao đẹp nha cả nhà nha, màu đỏ. Rồi 13-14kg nha, ok vậy không Phạm. Rồi cam 17kg chút thì Thủy Nguyễn nha, cam 17kg cho em. Màu đỏ cho em nha. Màu đỏ này size bé là 13kg nè. Đỏ 12kg 13kg nha, màu đỏ cho em nè. 12kg 13kg cho em nha. Và bộ đây 139 ngàn, hàng hiệu HL nha mấy chị nha. Quần jean cả nhà đã mua là 100 trên 100 ngàn rồi. Bây giờ nguyên bộ quần jean với áo luôn á mà có 139 ngàn thôi nè. Là siêu rẻ luôn nha em nha mấy chị nha. Mấy chị tính cỡ nào cũng lời luôn á. Rồi lên bộ đây nha. Màu vàng nha, 12kg 13kg bộ vàng nè. Vàng này thì 110 ngàn cho em. Cái này là hiệu khác nha trẻ nha nha, mỗi mẫu một hiệu khác nhau. Rồi lên bộ vàng nha, 12kg 13kg là bộ vàng 100-101, vàng này còn 101 nha. Đó, vàng này cũng đẹp nè, quần riêng rách cho em nha. Size bé là 12kg 13kg nè, mã vàng nha, sọc vàng. Mã sọc vàng cho em 101 ngàn. Rồi chị có mã sọc vàng 101k nha, sọc vàng nha. Mã sọc vàng 101 ngàn cho em á, sọc vàng 101k. Sọc vàng 101k mẹ em. Rồi chị lấy comment bộ đây, bộ Mickey nè. Mickey cũng 12kg 13kg nha, Mickey nè. 12-13kg nha, bộ Mickey cho em á, 139 ngàn, hàng hiệu HL nha. Mickey 139 ngàn cho em. Size của bé cũng 12kg 13kg nha. Đẹp chơi luôn. 12-13kg nha, Mickey màu xanh này, 139k mẹ em. Đẹp chả mang, 139 ngàn, Mickey nè, 12kg nha. Rồi sọc vàng 101, em chúc chị Bích Huyền Trần. Ok đẹp nha. Để coi mấy bộ lễ size hàng 101 em lên cho cả nhà này. Màu đỏ có 18kg nè, màu đỏ 101 luôn ha. 10-18kg nha. Rồi lên bộ màu đỏ cho em nè. Bộ đây có size bé 10-18kg cho em nha. Quần đây cũng quần viên hết, lưng thun hết toàn bộ cho em nha. Đấy. Rồi bộ màu đỏ cho em 10-18kg bộ đỏ cho em. Xem bộ đen 101 ngàn nha. Đỏ này 101k. Quần riêng áo thun nha cả nhà nha. Rồi là màu đỏ cho em 101 ngàn. Size bé 10kg nha, cho tới là 18kg cho em nha. Nguyên bộ dưới này cho em, màu đỏ cho em nha. 10-18kg này đẹp nha. Rồi chị chúc mã đỏ cho em á, 101 ngàn bộ cho em 10-18kg cho em nha. Rồi là màu đỏ, em còn 4 đỏ đỏ. 101k. Mã đỏ 101 ngàn cho em. Rồi em lên một màu xanh này. Màu xanh cho em nha, 10kg nha, cho tới là 15kg mềm. Đây màu xanh nha, cưng nghe chưa. 10-15kg nha, mã xanh dùm em á, 101k ha. Nguyên bộ quần cho nó không cho em. Xanh 101k, 10kg tới là 15kg cho mặt đẹp nha. Đó, đầm 23-24kg chị. Rồi, chị lại có em màu xanh nha, cả nhà màu xanh dùm em. Đưa cái bộ bi, đầm bi còn gì nữa. 10kg cho tới là 15kg nha, xích màu xanh nha cả nhà. Xanh cho em 101 ngàn, mã xanh 101 ngàn. Rồi xích bộ bé gái, mấy cái bộ kia gì, bộ dây gì á. Rồi 10kg tới 15kg nha. Rồi là màu xanh này, xích màu xanh 101 ngàn. 10-15kg màu xanh 101k. Màu vàng có size bé 10-13kg màu vàng nha, chữ vàng ở đây. Rồi là mã chữ vàng cho em nha, 10kg 13kg mà chữ vàng cho em á, 101 ngàn cho em nè. 10kg 13kg mặt đẹp nha, màu vàng nha, 101k. Em có size của bé là 10kg tới 13kg cho em nha. Màu vàng là đẹp nè ha, 10-13kg mã vàng cho em hết 101 ngàn. Đấy, chị là chất mã vàng 101k nha, mình chưa nhớ không cho em nguyên bộ. Cho 28kg đó. Còn hàng 160 chị. Còn hàng lễ size hoặc không có size đó. Đây nhỏ này 15kg nè. Rồi mã siêu nhân nhận 139 ngàn. Đây hàng hiệu HL. Rồi là mã nhện nha, nhện này
15kg nha. Chị có em mã nhận trắng cho 15kg này. Nhận trắng cho 15kg nha. 139.000. 139k nha, nhận trắng nè. 139k nha, xếp nhận trắng còn còn một xếp cuối cùng. Đẹp lắm, hàng thun Tô Tâm Chính Phẩm nha. Nhận trắng cho em. Rồi em lên áo da, áo nhung này, cái đầm nhung này. Rồi chị đã giúp mã đầm nhung nha, đầm nhung này, cưng ghê luôn á, 18kg tới 20kg nha. 22kg được nha. Nói chung 18kg tới 20kg thôi. Rồi lên mã đầm nhung nha, đầm nhung 18kg tới 20kg, mã đầm nhung em còn 2 cái đầm nhung. Đầm nhung em like hồi bữa như tầm 100 mấy nữa. Rồi đầm nhung mai sale cả nhà với giá 75.000. Đúng không? Đầm nhung mai sale cả nhà. Trắng 139.000, em chúc chị ngày không nắng nha. Nhện trắng này. Trời đang đầm nhung 75.000, cái đầm nhung em 75.000. Là bây 18kg tới 20kg cho em nha. Em còn 2 cái đầm nhung đỏ 75.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn á. 75k nha cả nhà nha. Đầm chất lượng là nhung này, nhung kiểu thun như này nha em. 75.000, 18kg tới làm 20kg cho em nha. Đó, 18 đến 20kg nha. Mặc tốt cho em bao đẹp luôn. Còn 2 cái đầm nhung 75.000. Đầm nhung em chốt quả thúy một cái. Em còn cái này chị được chốt 75.000 thôi. À, đầm nhung ok, chị bảo Thúy em chút chị rồi. Chị đã có sai mấy con cái mới chị chốt đi. Rồi, lên bộ pyjama cho em nha. 10kg tới là 16kg là pyjama nha. Xem bộ đây bây giờ là 55.000. Rồi, lên màu xanh nha, gấu xanh nè. Gấu xanh 55.000, 10kg tới 18kg là gấu xanh cho em, 55.000 cho em. 10kg tới 18kg mà em, cưng ghê luôn á. Rồi 55k nha cả nhà nha. 55k, gấu xanh 55.000. Em còn size 10 đến 18kg cho em nha. Gấu xanh em còn mấy bộ này. 10 đến 18kg nha. Đầm nhung em chốt chị lưu ly nữa hết. Gấu xanh 55.000 bộ pyjama cho em 10 đến 18kg giùm em. 55k, gấu xanh nha cả nhà nha. Gấu xanh giùm em. Gấu pyjama mặc ở nhà mấy chị mặc ở nhà bé bé dễ thương lắm. Rồi pyjama này 10kg tới 18kg và một cái pyjama 25kg nhé, 10 đến 25kg nè. Rồi màu vàng nha, gấu vàng 10 đến 25kg pyjama gấu vàng nha. 10 đến 25kg nha, 55.000 cho em á pyjama này. 10kg tới là 25kg cho em nha. Rồi 55k. Gấu vàng nha, gấu em chốt chị Huyền Trân nha, vàng 25kg ok đẹp. Huyền Trân. Vàng 12kg Huyền Trân. Rồi là màu vàng nha cả nhà nha, 10kg tới là 18kg nha. 10 đến 18kg nè. 20kg lấy tốt đây hả? 10 đến 18kg nha chị nha, 18kg cho em, 20kg đi ốm ốm mặc được cho em. Rồi gấu xanh 16kg chút thủy trần, xanh 16kg cho em. Rồi là mã gấu vàng nha, 10 đến 18kg cho em còn mấy bộ nữa nè. 55k bộ mấy chị, mua để dành cho bé mình ở nhà nó ngủ đi chơi đi học cũng đẹp nha. Gấu hồng 18 với lại cho em nha. Gấu hồng cho em. Rồi 10 đến 18kg cho em nha. Chị đây chúc mã gấu hồng này. 10 đến 18kg cho cả nhà nha. Gấu hồng này. 10 đến 18kg mã gấu hồng cho em á. 55k. Gấu hồng 55k nha. 10 đến 18kg cho em á. Gấu hồng cho em. Sale luôn á. 55k nha cả nhà nha. 55.000. 10kg tới là 16kg cho em á. 18kg nhé. 18kg đồ lại cho em. 18kg lại nha. Gấu hồng cho em bộ pyjama bé gái cho em á. Rồi 55k nha, em sale luôn 55.000. 10 đến 18kg cho em. Gấu hồng 55k em nha. Đầm bi 55.000, 10kg tới 25kg nè. Bi xanh 55.000. Rồi 10kg tới 25kg cho em nha. Chị đã giúp mẹ bi xanh nè, cái đầm bi xanh nha. Rồi giá sale là 55k nha cả nhà nha. Bi xanh 55.000. 10kg cho tới là 25kg cho em. Bi xanh nè. Rồi 55k nha, gấu vàng giả hết 35kg chị ơi. Vàng 16kg em chúc chị Thủy Trần nha, gấu vàng cho em. Trời, bi xanh là 10kg cho tới là 25kg nha. Bi xanh này 10 đến 25kg cho em á. Gấu hồng số 5 em chúc cho Mỹ Hòa nha. Ok đẹp nè. Rồi 55k em á, chị đã chúc mã đây ba đẹp luôn á. Bi xanh. Cái đầm bi xanh này chắc đẹp lắm với cả nhà nha. Rồi ok chị mai chị lấy cho em nha. Chị lấy thêm xếp nào em lên cho. Chị lấy thêm không? Bi xanh 25kg lại cho em á, 55.000. 10 đến 25kg cho em nha. 55k em.
À gấu đỏ có size bé 25kg nè. Gấu đỏ có size bé 10kg đến 25kg mã gấu đỏ anh em, 10 đến 25kg cho em ha, gấu đỏ. Rồi sao 55k nha. 10kg tới 25kg giùm em, chị đã chốt mã gấu đỏ cho em nha, 55.000 cho em. 10 đến 25kg nha. Đó. Chị đã cho em mã gấu đỏ cho em á, 10 đến 25kg cho em á. Rồi xe bộ đây với giá là 55k, gấu đỏ 55.000 cho em. 10kg tới là 25kg nha, gấu đỏ. Rồi màu đây màu cuối cùng nè. Cưng lắm nha cả nhà nha. 10 đến 25kg giùm em á, gấu đỏ nha em. Rồi bộ đây xe cả nhà với giá là 55.000. Đấy, 55.000 bộ gấu đỏ là 25kg đó. Gấu đỏ 25kg chút bình đẳng riêng nè. 55k. Gấu đỏ có 18 với lại cho em á, 10 đến 18kg gấu đỏ. Rồi 55k nha cả nhà nha. 10 đến 18kg mềm. Rồi là bộ một xe đỏ nè. Xe đỏ nha, số 9 chị ơi. Đó là mã xe đỏ nha, xe đỏ này size của bé là 10 gấu đỏ số 5 em chú chị Mỹ Hòa. Đó là bộ xe đỏ là 139.000 cho em á, bộ đây là size bé là 13kg, 14kg nha, xe đỏ này. Bộ đây hàng hiệu HM, nguyên bộ là nguồn riêng dấu không nguồn nguyên set như này nha cả nhà nha. Đây hàng hiệu nè, nguyên set luôn á, đẹp đẹp lắm luôn á. Rồi các size bé 13kg nha, 13kg, 14kg bộ xe đỏ này nguyên bộ nha. Gấu đỏ 16kg em chú chị Thủy Trần. Rồi chị đã comment bộ xe đỏ cho em nha, xe đỏ cho em 13kg, 14kg xe đỏ cho em á, xe bộ đây 139 nha, bộ xe đỏ 13kg, 14kg xe đỏ 139k nha, xe đỏ 139k cho em. Bộ đây còn hai bộ này. Rồi là bộ ta, bộ đây bộ gì đây, 89, bộ 89 là có size 18kg nha, bộ 89 nè, 12 đến 18kg nha, đây. Rồi là bộ 89 nha mấy chị nha, mã 89 nè, mã 89 cho em, 12 đến 18kg nha. Màu đỏ đi, là màu đỏ đi. Mã đỏ cho em nha, 12kg tới 18kg bộ đỏ, em còn hai bộ thôi. Bộ đây sale cả nhà là 139.000, đây hàng hiệu luôn á. Hàng hiệu HM, hàng lễ size đem siêu rẻ cho cả nhà luôn nha. Rồi là màu đỏ 18kg lại cho em á, 12 đến 18kg bộ đỏ nè. Còn duy nhất không nguyên bộ nữa nè nha cả nhà nha, dễ mặc lắm. Mà chắc đẹp lắm nha. Rồi là màu đỏ cho em nha. 12 đến 18kg bộ đỏ cho em 139.000. Rồi là bộ vàng này 10kg cho tới là 16-17kg nha, 10-17kg cho bộ vàng cho em nha, mã vàng cho em. 10 đến 17kg cho bộ vàng, xe luôn 139k nha, bộ vàng cho em. 10kg tới 17kg cho em nha, mã vàng 139k cho em, hàng hiệu HL nha cả nhà nha. 139k cho em nha. Rồi chị cho mã vàng cho em nha, 10kg cho tới là 16-17kg cho em nha, 16kg, 17kg. Cưng lắm. Bộ xin áo không cho em nha. Rồi bộ đây siêu cả nhà với giá là 139.000 bộ. Đấy, 139k nha. Đó. Chị đã chốt mã vàng giùm em, test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Vàng 139.000. 10kg nha, cho tới là 17kg cho em á, vàng 139.000 cho em mã vàng. Đây là bộ cho em màu xanh này, 22kg 35kg nha, xin cho em màu xanh này. 22-35kg nha. Rồi bộ đây cho cả nhà với giá là 59.000 cho em nè. Màu xanh 59k, chắc là hàng khung cô tông chính phẩm cho em, áo 2 da với quần dài cho em nha. Rồi bao đẹp nha. Size của bé là 26kg nha. Rồi để em lên mẫu 26kg nha. Còn bộ này để xong 26kg nha. Rồi chị đã comment bộ dây màu xanh nha, xích dây xanh nè. Size của bé từ 22-35kg nha. Rồi 59.000 bộ cho em á, 59k em nha. Ủa cái bộ đó nhiều lắm mà sao hồi trưa không qua like hết mà sao không xảy ra vậy? Bộ đó không like hết nè. Đi từ coi. Rút mạnh đây. Rút mạnh đi. Nhưng hồi tụi con sẽ rút cho em đi. Em bung này cho chị like hết. Rồi màu xanh nha, 22kg 35kg màu xanh nè. Rồi bộ đây xem cả nhà với giá 59.000 bộ. 59.000 bộ mềm. Rồi là một set màu trắng là đẹp nè. Màu trắng này có size của bé là 18kg 20kg nha. Một trắng còn set nè.
Ở bộ đang 101.000 nha, 18kg 20kg nè. Này lọc la nha. Bữa đó mẹ đúng rồi chị, bữa đó bên em chị hàng thun cô tông chính phẩm mà chị. Những cái chất đó hàng thun cô tông chính phẩm mà chị, mặc rất là đẹp luôn, còn mát nữa. Qua Tết em cũng chạy những cái dòng thun cô tông chính phẩm hết. Chị đã mua vải biết chất liền á. Mua hàng bên em đó chị biết chất rồi đúng không? Đẹp lắm, mặc mát. Đây là màu trắng này, 18kg 20kg nha. Em còn một set trắng là 101.000. Hàng đẹp ghê luôn á, nguyên bộ này cả nhà. Đấy, đây là nguyên bộ như này nha, đẹp giả mang luôn nè. Đó, áo với quần cho nguyên bộ mấy chị mua là phải 250.000 đến nói 101.000. Và 18kg 20kg em nha, em sale còn lại có bộ này. Màu trắng đẹp lắm. Chị nào có size bé đây chốt liền cho em. 18kg 20kg em nha, màu trắng nó đẹp xuất sắc luôn á. Trắng là đẹp xuất sắc luôn như cả nhà nha. 18kg 20kg cho em. Rồi bộ đây sale cả nha, với giá 101.000 bộ này. Mình xin nhớ không 101.000, quá rẻ luôn. Chị lấy bộ đỏ này, bộ đỏ có size của bé cũng tầm bé 13kg cho tới là 25kg này, đỏ 13 đến 25kg nhé, mà đỏ cho em này, bộ đỏ cho em nha. Đây hàng hiệu của Lido Baby nè, hàng của David nè, David là hàng nó cũng có dòng của Lido Baby cho em nha. Đây là màu đỏ cho em là 13kg cho tới là 25kg nhé, bộ đỏ không em. Ở bộ đây cho cả nhà 101.000, đẹp đi chưa. Đừng xin nhớ không có người ngon không mấy chị lấy mặc cho bé mình nha. 12kg cho tới là 25kg em, 12 đến 25kg cho em nha. Đấy. Rồi bộ đem xem mấy chị 101.000, chắc đẹp luôn. Chắc siêu phẩm luôn nha. Đấy, quần jean áo không nguyên bộ này mấy chị mua rất là rẻ luôn, 101.000 vừa gồm áo với một cái quần jean giùm em. Mà toàn là hàng hiệu. Thứ nhất là hàng hiệu HL, thứ hai là hàng hiệu của Lidl giùm em. Những cái hàng cao cấp hết toàn bộ 101.000 bộ. Đó, 25kg lại cho em. Rồi bộ đen có thêm màu xanh nha, màu xanh nữa nè. Rồi màu xanh là 10kg tới 22kg cho màu xanh dùm em. Đấy, màu xanh này 10 đến 22kg mày đẹp cho em nha. Đây. Đó, 10 đến 22kg em nói thiệt cái hàng này 101.000. Nó còn rẻ hơn là mấy chị là mua xỉ vô luôn á. Sỉ em bảo đảm mấy chị là không có giá 101.000 luôn. Chị nào lấy sỉ nhạc về bán em thật sự luôn. Hàng người ta bán 108.000, 190.000 xếp này. Đây nhanh cả nhà nha. Mẹ em bán mấy chị 101.000. Bây giờ em còn lấy size từ 10kg tới là 22kg cho em. Bùi xin về nhận hàng chắc này. Đấy, về là hàng bảo đảm mấy chị nó đẹp mê ly dùm em. Rồi là màu xanh cho em nha. Nguyên bộ mặc Tết cho em. Bùi xin ông thông lệnh em thì có size một chút liền. Đây nhân cả nhà nha, bỏ 101.000 mấy chị chưa chắc được mua một set trinh như thế này cho em, mà em cam kết là hàng đẹp như thế này cơ. 101.000 mấy chị bỏ ra mua những cái hàng bớt tay bớt phẳng thì cũng có hàng đây đâu. Đây là màu khác nha cả nhà. Bi hồng. Bi hồng này có size của bé là 30kg lại này, bi hồng cho em á. Rồi bi hồng mấy chị nha, bi hồng này xem như ta năm mấy. Bi xanh này là gì? Trời ơi, mẹ bi hồng nha, bi hồng dùm em 59.000. 10kg 30kg bi hồng 59.000 cho em nha. Rồi 10 đến 30kg mặc đẹp nha. Chị đã chúc mẹ bi hồng cho em á, 10 đến 30kg cho em. Rồi 59k nha. Rồi chị chúc mẹ bi hồng cho em á, 59.000. 10kg 30kg nha, bi hồng cho em á, 59.000 cho em. Đây là một hoa màu trắng này, 59.000 nha. Màu trắng thêm 59.000 cho em. Này size bé là 20kg cho em nha. Cái màu trắng này, hàng chất bụi cho em nha. Rồi cái này có size bé 20kg cho em, màu trắng này. Rồi 59.000 mã dây trắng cho em. Ở phía sau là chun nha cả nhà nha. Ở phía sau là thun thun như thế này cho em nha. Rồi bao đẹp nha. Chị kiếp cho em mail thôi, chị xả kiểu này là em bị xa. Hồi nãy có khách chốt là em không chốt rồi. Này. Bây giờ chị xả ra chốt luôn. Nãy chị là chốt bộ đó em báo hết size nè. Mấy chị chốt cái chốt hàng không xả cho em nha. Hàng này siêu rồi. Cái bộ cái đầm màu tím này có một cách chốt mà em không chốt này, em chốt cho chị nè. Bây giờ chị xả ra để em dư một cái đầm. Chị chắc chị lấy giùm em luôn chị ơi.
chị lấy cho em luôn nha. Rồi chị lấy cái màu trắng nha, xếp màu trắng nha nè, màu trắng nha nha. 10kg cho tới là không, màu trắng thì có sao biết 20kg nha, xếp màu trắng này 20kg cho em nè. Đó rồi bộ đây em xem với cả nhà 20kg 22kg luôn á, màu trắng 20kg 22kg cho em. Rồi bộ đây xem với chị là 59.000 bộ cho em, thằng đuổi cho em á 59.000, trắng 59.000 cho em, trắng 59.000 em nha, mã trắng cho em á 59.000 cho em. Về phần của chị Long đi. Rồi em lên mẫu đây cho em nha cả nhà nha. Rồi chị lấy comment xếp màu cam nha cả nhà, màu cam nè, bộ cam nha. Rồi nặng bộ đây 59.000 cho em, bộ cam 59.000. Bộ đây mẹ cùng đùi với áo hai dây dùm em, ở phía sau là chuông cho em nha cả nhà, ở phía sau là chuông cho em như này cho em nha. Rồi chị chấm mã cam cho em. Bộ đây có size bé từ 9kg là vừa nè, bộ đây có 9kg cho tới nè 15kg, 9kg 15, 16kg lại nha, 16kg lại cho em nha. Mã cam này hoa cam nha. Rồi 9kg tới 16kg nha, mã hoa cam nha em à. Bộ đây sale cả nhà với giá là 59.000 bộ cho em nha, cam. À, thun trắng bé trai đi ạ. À. Thun trắng bé trai là gì? Rồi, lên bộ mà xếp màu cam nha cả nhà. Bộ cúc cam này, cúc cam cho em hàng đuổi nha em à. Dòng hàng cao cấp cho em 59.000. Từ 9kg nha, cho tới là 16kg cho em. 9 đến 16kg cho em nha, nguyên bộ nè. Rồi 9 đến 16kg nha. Rồi bộ đây sale cả nhà 59.000 cho em. Rồi lên mặt khúc vàng nè, khúc vàng là kiểu khúc dây nha. Khúc vàng là kiểu là khúc dây dùm em nè. Đấy. Khúc vàng là kiểu khúc dây nha cả nhà nha. Khúc vàng này có size của bé có tầm 15kg tới 20kg nè, màu vàng nha, 15 đến 20kg nha, 59.000 cho em. Bộ này có túi hai bên nha em, hàng chắc đuổi dùm em, hàng này hàng thiết kế. Ở phía sau là lưng chun cho em nha, 15kg tới 20kg cho em nha. Rồi lên mặt khúc vàng cho em. Bộ này xem cả nhà mà 59.000 bộ cho em nha, 59k bộ ha. Khúc vàng 59.000 cho em. 15kg nha, cho tới là 20kg khúc vàng cho em, 59.000 cho em khúc vàng. Này áo màu trắng này chị ơi, áo màu trắng này. Màu trắng này có size của bé là 30kg tới 36kg nha. Áo màu trắng này 30kg 36kg áo của trụ như thế này cho em nha. Rồi áo này xem ở nhà với giá 55.000. Áo màu trắng là 55k nha, 30kg tới 36kg cho em á, 55.000 cái áo. Hàng thun cô tông chính phẩm hết toàn bộ này. Đẹp giả mang luôn. Rồi 55k nha cả nhà, màu trắng này còn 2 cái cho em. 30kg cho tới là 36-38 đi. Áo màu trắng nha cả nhà nha, áo màu trắng đẹp nè. 30kg 38kg cho em nha, rồi 55.000, trắng này còn 2 cái 55k. Rồi chị đợi áo màu đỏ nha cả nhà, màu đỏ nè. Màu đỏ hả? Màu đỏ cho em nha, 20kg á không. Để là màu khác chị. Màu đỏ cho em từ 30kg tới là 36kg nhé. Áo màu đỏ nè, 30kg 36kg cho em nha. Rồi 55.000, đỏ 55.000, 30kg 36kg cho em nha. Rồi áo màu đỏ cho em. Xem cả nhà là 55k nha cả nhà nha. Đỏ là 55.000, áo màu đỏ cho em 55.000 cho em. Áo này có size của bé nè. Rồi áo này có size 35kg lại cho em nha, 35kg lại cho em nè. Áo này 22kg cho tới 35kg nè. Có màu trắng, màu trắng nha cả nhà. Quả áo này màu cam em, màu cam. Cam này size của bé là 23kg, 23kg cho tới là 35kg. Áo màu cam nha, xin mấy chị với giá là 49.000. Cam này 49k áo nha. Từ 23kg, 23kg là chịu theo nè, 23kg cho tới là 35kg cho em, 23 đến 35kg nha. Màu cam này. Rồi sale này 59.000 nha, 49.000 áo nha. Cam 49k. Rồi chị giúp mã cam cho em 49.000 cho em nó cam 49k em. Đây là mã trim màu đỏ 10kg cho tới là 22kg nè. Đó, xếp trim màu đỏ cho em nha. 10kg tới 22kg đẹp nha mấy chị, alo vô lại em xíu móc tương tác luôn.